Hôm nay á là Đức sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách á, mà mình có thể kiếm được khoảng từ 500 triệu tới 1 tỷ á, trong vòng 1 năm. Nó cũng đơn giản lắm anh chị. Nhưng mà ở đây á, Đức cũng giới thiệu, Đức cũng nói trước là đối với anh chị nào mà có vốn sẵn á, thì nó mới làm được cái vấn đề này nha. Còn đối với anh chị nào không có vốn sẵn á, thì có thể dùng đòn bẩy tài chính thì mới áp dụng được cách này. Chứ không phải là cách này ai cũng có thể làm được nha. Đây, ví dụ như là Đức có một cái khu đất ở chỗ này là thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, tỉnh Long An. Thì sắp tới ai cũng biết là Bình Chánh nó sẽ lên thành phố rồi, cái đó là điều hiển nhiên trong năm 2026 rồi, giống như là Bình thành phố Thủ Đức gì đó. Nhưng một nền ở đây á là đang bán với mức giá có khoảng 3 tỷ 2 một nền thôi mà được tới 85 mét vuông, tức là so với cái chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nó cũng xem tầm đó. Nhưng mà ở đây á, là mình được sở hữu đất, nhưng mà đất thì anh chị biết rồi, sở hữu vĩnh viễn, cho nên cái giá trị của đất á, người thì càng ngày càng sinh ra nhưng mà đất đâu có sinh ra đâu, cho nên cái giá trị đất ở đây nó cứ càng ngày càng tăng. Như ở đây á, hồi cách đây một năm á, thì giá ở đây nó tầm khoảng là có 2 tỷ rưỡi thôi. Năm nay nè nó lên 3 tỷ 2 rồi, thì là một năm anh chị kiếm được 700 rồi. Mà sắp tới nè đây nó lên thành phố rồi, nó còn nhiều cái chính sách khác, rồi đường cao tốc, rồi các cái con đường mở, rồi các trung tâm hành chánh, rồi các chung cư nó mọc lên, thì cái miếng đất này hiển nhiên nó phải lên khoảng hơn 4 tỷ. Tức là cái giá đất Bình Chánh sau này á, độ 5 năm 10 năm nữa nó sẽ bằng cái giá đất của Bình Tân. Cái đó thì ai cũng phải biết rồi. Cho nên á, nếu mà chúng ta biết cái đó, nếu chúng ta có vốn thì tại sao chúng ta không đi mua đất nền mà chúng ta lại đi mua chung cư hay là chúng ta đi mua những cái khu đất khác làm gì? Đây có sẵn đây, như lô A08 nè. Đây, anh chị thấy này, ở đây ngang năm cắm cọc sẵn hết trơn rồi. Đó, mà điện âm nước máy có đèn chiếu sáng thoải mái luôn. Đó. Dài vô 17 mét. Giá có bao nhiêu? 3 tỷ 2. Nên mình mua, mình để thế nào độ khoảng 2 3 năm nữa là nó cũng phải lên được đâu khoảng trên 4 tỷ. Chia ra thì một năm anh chị kiếm hơn 500 triệu rồi. Có cần làm gì đâu. Ngủ cũng lên tiền. Nhưng mà cái này là Đức chỉ nói đáp áp dụng đối với anh chị nào có tài chính sẵn nha, hoặc là có thể là 3 tỷ 2 mình không có nhưng mà mình có khoảng 2 tỷ hoặc là 2 tỷ mấy đó, mình có thể dùng đồng bảy tài chính, thậm chí là có 1 tỷ 6 trả trước 50 chậm được rồi. Rồi hàng tháng anh chị đi làm gom góp lại, bắt đầu mình tích trị, mình tích lũy. Thí dụ một tháng mình vay ngân hàng 16 triệu, 1 tỷ 6 thì mình trả ngân hàng tháng có 17 18 triệu thôi. Mình tích góp từ từ coi như là ăn chắc mặc bền, gom góp lại rồi bắt đầu mình sẽ có cái lợi nhuận sau này. Đó thì là hôm nay Đức sẽ chỉ cho anh chị cái cách mà chúng ta có thể kiếm được từ 500 tới 1 tỷ, đơn giản vậy thôi. Anh chị nào mà có góp ý gì thêm thì comment vô cho Đức nha.